Xin chào tất cả các anh em nha. Video này như thế các anh em tham gia một chương trình góp từ một cái chiếc chai wallet nhận token CVKT các bạn. Trước kia mình đã có hướng dẫn các bạn nhận 4 token CVKT này ra một. Con này giờ nó có chương trình góp kiểu 2 này các bạn. Để tham gia hôm nay, click phần link mô tả dưới video mở Telegram nó sẽ tắt chatbot này bạn. Một token CVKT khoảng 50 đô các bạn. Dòng 1 nó chưa trả đâu các bạn. Rồi các bạn cho này góp này các bạn. Ồ, dòng 2 cũng get 4 token luôn mà. Rồi tiếp tục con son này gấp nè. Rồi bạn lướt trang em ạ. 16E. Nè các bạn. C8. Chai. Giờ này gấp lại các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn son bằng chút cho nó list sàn Binance nha tất cả các bạn. Đây, các bạn chọn Binance nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp rồi token này sẽ list sàn Binance chắc luôn các bạn ơi. Confirm with giao. To Binance firm. Rồi ok chút xíu nữa mình vào mình kiểm tra lại các bạn. Rồi tiếp tục các bấm đoan các bạn. Tiếp tục các bạn chọn tiếp kênh seller nữa các bạn. Hình như là kênh Airdropkin này mình đã chọn rồi các bạn. Mình bấm đoan các bạn. Mình đã follow rồi. Bạn nào chưa follow thì phải follow các bạn. Tiếp tục thì các bạn vào đây các bạn subscribe kênh YouTube nó xem cái video nó hết video nó các bạn. Sau khi các bạn xem hết video nó các bạn copy cái link YouTube của mình các bạn vào kênh YouTube các bạn copy link YouTube các bạn vào support này. Chết. Các bạn chờ xíu các bạn. Submit link like or video submit YouTube or các bạn dán vào các bạn. Các bạn nhớ like video nó cái các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot. HTT. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Channel. Rồi mình đã gửi lộn các bạn ơi. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn. Để mình làm xong cho các bạn rồi mình sẽ cập nhật lại các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè. Các bạn sao chép lên. Bạn bắt up lệnh bot này. Bạn bắt từ đây nghe không? Rồi bạn gửi cho bot nghe không? Hết trùng lượng nghe không? Rồi tiếp tục bạn bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được xu Balance withdraw vào ngày 13 tháng 4 năm 2021 các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận Balance mình được 4 token CVKT này bạn. Vậy nên video mình đến đây cũng kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả vào những video clip tiếp theo của mình nhé. Cái này cái thêm khác, thấy khá ngon nữa các bạn.